hành đường sắt lớn nhất Mexico Ferromex thông báo đã tạm dừng 60 chuyến tàu đi đến các địa phương phía Bắc của nước này, trong bối cảnh ngày càng nhiều người di cư chọn phương tiện này để di chuyển đến biên giới Mexico-Mỹ. Quyết định tạm dừng các chuyến tàu đi nhằm đảm bảo an toàn cho người di cư cũng như hành khách, đồng thời bám sát các biện pháp xử lý sắp tới của lực lượng chức năng. Những ngày qua, khoảng 4.000 người di cư từ phía Nam đã lên các chuyến tàu đi về phía Bắc, gây mất an ninh trật tự. Đã có ít nhất 5 người di cư thiệt mạng khi cố tình nhảy lên các chuyến tàu này. Không chỉ lên các chuyến tàu khách, hàng nghìn người di cư đã bất chấp nguy hiểm nhảy lên các đoàn tàu chở hàng đang chạy. Sau đó tìm chỗ ngồi trên nóc tàu hoặc khoang chở hàng, mặc dù quãng đường di chuyển lên đến hàng nghìn km. Di chuyển bằng tàu hỏa qua Mexico được xem là lựa chọn mới nhất của dòng người di cư từ khu vực Trung Mỹ tìm đường đến Mỹ, do phương tiện này được xem là an toàn hơn so với di chuyển bằng ô tô hoặc đi bộ. Theo thống kê không chính thức, riêng trong năm 2022, khoảng hơn 800 người di cư đã thiệt mạng vì nhiều lý do khác nhau khi tìm đường vượt biên vào Mỹ. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi Liên minh châu Âu-EU cần phân bổ công bằng người di cư tại các quốc gia trong Liên minh. Động thái diễn ra trong bối cảnh quốc gia Tây Âu này cũng đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thêm người di cư. Tổng thống Đức thừa nhận nước này cũng như Italia đang ở mức giới hạn năng lực trong việc tiếp nhận thêm người di cư. Nhà lãnh đạo Đức cho biết, chỉ tính riêng trong nửa đầu năm nay, Berlin đã nhận được khoảng 1/3 tổng số đơn xin tị nạn trong số các nước EU. Trong đó, nhà lãnh đạo Đức cho rằng cần phải kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn ở biên giới vành ngoài EU. Đồng thời, các quốc gia EU khác cũng cần chia sẻ gánh nặng này với Đức bằng cách phân bổ đồng đều người di cư trong EU. Tuần trước, Đức đã tạm đình chỉ quy chế tiếp nhận tự động người tị nạn do Italia không tuân thủ các thủ tục theo hiệp ước Dublin của EU. Cũng theo số liệu chính thức, Đức đã nhận được khoảng 175.000 yêu cầu xin tị nạn từ đầu năm cho đến nay. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Liên minh châu EU và Đức đã thúc giục chính phủ Ba Lan làm rõ những thông tin về vụ bê bối gian lận thị thực nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng nội bộ EU gia tăng xoay quanh vấn đề di cư. Trước đó, truyền thông Ba Lan đưa tin về một hệ thống phát hành thị thực Schengen cho người Trung Đông và Châu Phi để đổi lại các khoản hối lộ, trong đó có sự dính líu các lãnh sự quán Ba Lan và một số công ty ở các nước liên quan. Do vậy, Ủy ban châu EC đã yêu cầu Warsaw trong vòng 2 tuần phải làm rõ thông tin nêu trên. Bộ trưởng Nội vụ Đức đã điện đàm với người đồng cấp Ba Lan, đồng thời yêu cầu phái đoàn ngoại giao Warsaw ở Berlin tới để làm việc về vấn đề này. Tuy nhiên, phía Ba Lan đã bác bỏ những thông tin được cho là vô lý liên quan đến mức độ của vụ bê bối gian lận thị thực tại Bộ Ngoại giao nước này. Hồi tuần trước, cơ quan công tố Ba Lan cho biết 7 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ bê bối cấp thị thực phi pháp. Một thứ trưởng ngoại giao Ba Lan đã từ chức, được cho là có liên quan đến vụ bê bối này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã liên lạc với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột mới bùng phát tại khu vực Nagorno-Karabakh, đồng thời bày tỏ hy vọng về một giải pháp hòa bình cho khu vực này. Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đang tích cực làm việc với các bên liên quan và sẽ làm hết sức để bảo vệ thường dân tại Nagorno-Karabakh. Theo đó, hơn 2.000 người đang lưu trú tại căn cứ chính của lực lượng này, trong đó hơn 1.000 trẻ em. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ đạt được một giải pháp hòa bình và xuống thang căng thẳng. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh vào ngày 20 tháng 9, chính quyền khu vực Nagorno-Karabakh và Azerbaijan đã đạt thỏa thuận ngừng bắn do lực lượng gìn giữ hòa bình Nga làm trung gian. Trong khi đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết nước này không tham gia soạn thảo cũng như không phải là bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn trên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Armenia bày tỏ hy vọng với thỏa thuận này, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình tại khu vực Nagorno-Karabakh. Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về nhiều vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm. Cuộc hội đàm diễn ra bên lề tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 tại New York, Mỹ. Trong đó, hai nhà lãnh đạo quyết định tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương về thương mại, kinh tế và năng lượng, đồng thời cho biết sẽ sớm thực hiện các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai nhà lãnh đạo đã đề cập tới những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột Israel-Palestine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh sau hơn một thập kỷ căng thẳng, quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây với các chuyến thăm cấp cao, trong đó chuyến thăm của Tổng thống Israel Isaac Herzog tới Ankara hồi năm ngoái.
Phát biểu tại khóa họp 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York của Mỹ, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý nhiều hơn tới vị trí then chốt của Biển Đen, cũng như tầm quan trọng chiến lược của khu vực này. Tổng thống Iohannis nhấn mạnh, kể từ khi xung đột bùng phát tại quốc gia láng giềng Ukraine, Romania đã nỗ lực đóng góp vững chắc cho an ninh cũng như sự ổn định của khu vực và quốc tế. Nhà lãnh đạo Romania cũng khẳng định, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã cho thấy rằng khu vực Biển Đen cần được thế giới chú ý hơn bởi vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương. Ông Iohannis cho rằng tình trạng mất an ninh lương thực, bất ổn về năng lượng và kinh tế đang ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới, đặc biệt là các quốc gia dễ bị tổn thương nhất tại Nam Bán Cầu. Bên cạnh đó, Tổng thống Romania cũng kêu gọi Nga quay trở lại thực thi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, đồng thời khẳng định vai trò chủ động của Bucharest trong các nỗ lực toàn cầu. Cụ thể, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Romania đã tiếp nhận hơn 6 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, cũng như hỗ trợ vận chuyển 25 triệu tấn ngũ cốc của quốc gia láng giềng. Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất cho vay chủ chốt hiện tại, song để ngỏ khả năng về một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm nay để kiềm chế lạm phát. Sau 2 ngày nhóm họp, Ủy ban Thị trường Mới Liên bang Mỹ, cơ quan hoạch định chính sách của Fed, đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất cho vay chủ chốt ở mức 5,25-5,5%, qua đó giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm thời gian để đánh giá thông tin bổ sung cũng như các chỉ dấu cho chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, Fed cũng dự báo lãi suất cuối năm nay có thể ở mức 5,5-5,75%, đồng nghĩa với khả năng về một đợt tăng lãi suất trong những tháng tới. Liên quan tới tình hình lạm phát, Fed dự báo con số này vào cuối năm nay có thể ở mức 3,3% và đạt mức mục tiêu 2% vào năm 2026. Thông báo của Fed cũng nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay lên 2,1%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở khoảng 3,8%. Thế giới đã vượt qua 6 trong số 9 giới hạn an toàn cho cuộc sống con người trong các lĩnh vực như tính toàn vẹn của sinh quyền, biến đổi khí hậu và việc sử dụng nguồn nước ngọt sẵn có. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm 29 chuyên gia, nhà khoa học về khí hậu. Các nhà khoa học đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn phá rừng ngày càng gia tăng, sử dụng quá nhiều sinh khối, gia tăng các mối đe dọa tuyệt chủng và sự phổ biến của các sản phẩm nhân tạo như nhựa, sinh vật biến đổi gen và hóa chất tổng hợp. Trong số 9 giới hạn được đánh giá, chỉ có axit hóa đại dương, suy giảm tầng ozone và ô nhiễm không khí được đánh giá là vẫn nằm trong ranh giới an toàn. Nghiên cứu cũng chỉ ra ranh giới duy nhất được cải thiện kể từ năm 2015 là tầng ozone. Chỉ riêng việc vượt qua ranh giới sinh quyền có thể gây nguy hiểm cho khả năng duy trì ranh giới khí hậu của chúng ta. Vì vậy, về mặt chính sách, việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch là chưa đủ. Bạn cũng cần phải đảm bảo đa dạng sinh học, nguồn nước và đất đai, vì chúng ta có rất nhiều khả năng làm giảm năng lượng khí thải nhà kính và sau đó là tác động của nhiệt. Nhà khoa học khí hậu này cũng cho biết nghiên cứu giống như là một cuộc kiểm tra sức khỏe, chỉ ra những rủi ro mà con người phải đối mặt. Nhóm nghiên cứu cũng khuyến cáo sự cần thiết phải giải quyết một cách có hệ thống các vấn đề, bởi chẳng ai có thể chỉ chọn ra một phần của hành tinh để sống. Thưa quý vị, vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình Thanh Xuân vừa qua đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Thương xót hơn có rất nhiều người, trong đó có không ít trẻ em, đã và đang phải đối mặt với nỗi đau quá lớn khi tận mắt chứng kiến sự mất mát ra đi của người thân. Ngay lúc này, bên cạnh hỗ trợ về vật chất, thì việc hỗ trợ tư vấn sức khỏe tâm lý kịp thời cho những người sống sót cũng là điều vô cùng cần thiết. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, đây là một công tác quan trọng, thường được triển khai song song với các hoạt động cứu nạn, cứu hộ sau các tai nạn và thảm họa nghiêm trọng. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ khi trận cháy rừng dữ dội tàn phá thị trấn Lahaina trên đảo Maui, bang Hawaii của Mỹ. Trong khi hàng chục người vẫn còn mất tích, những nạn nhân sống sót như chị Thierry Lawrence vẫn chưa thể quên được ký ức kinh hoàng về thảm họa. Thật khủng khiếp, chúng tôi đã mất tất cả. Mảnh đất này đã nuôi sống chúng tôi, nhưng giờ mọi thứ chỉ còn tro tàn. Những đêm mất ngủ vì thường xuyên mơ thấy ác mộng, luôn cảm thấy lo lắng, hồi hộp, căng thẳng.
May mắn không bị thương về thể chất, nhưng chị Thierry đã gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe tâm lý. Chúng tôi thực sự cần tới những sự hỗ trợ về sức khỏe tinh thần. Rất nhiều người rơi vào tình trạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Nó đang đè nặng lên cuộc sống của chúng tôi. Những người như chị Thierry thường được coi là những nạn nhân âm thầm sau thảm họa. Bởi dù không gặp chấn thương về thể chất, nhưng những vấn đề về tâm lý lại ám ảnh họ suốt thời gian dài. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, ngay từ khi các đội cứu hộ cứu nạn được triển khai tới Hawaii nhằm kiểm soát cháy rừng, nhiều trung tâm tư vấn tâm lý tạm thời cũng được dựng lên để hỗ trợ cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Có rất nhiều người phải đối mặt với các vấn đề tâm lý khi gặp phải những thảm họa như thế này. Biểu hiện thường gặp là tâm trạng lo lắng, gặp ác mộng, dễ hoảng loạn. Chính vì vậy, họ cần được sự hỗ trợ kịp thời, càng sớm càng tốt, để vượt qua những tổn thương về lâu dài. Hỗ trợ ban đầu tập trung vào việc ổn định tâm lý và xác định xem làm thế nào để các nạn nhân có thể vượt qua những chấn thương tâm lý. Điều này không hề dễ dàng, nhất là khi họ bị thương hay mất người thân. Tư vấn, hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các nạn nhân trong các vụ tai nạn hay thảm họa từ lâu đã được coi là vấn đề quan trọng tại Mỹ. Tại nhiều thành phố lớn trên cả nước, nhiều biệt đội phản ứng nhanh tiếp nhận các cuộc gọi liên quan tới vấn đề sức khỏe tâm thần đã được thành lập nhằm hỗ trợ nhanh và sớm nhất cho người dân. Công việc đòi hỏi những người tham gia phải có nhiều thời gian, có kiến thức và được đào tạo chuyên môn. Trước hết, phải giúp ổn định tâm lý cho các nạn nhân, sau đó mới tính tới việc hỗ trợ tâm lý về lâu dài. Theo các chuyên gia, các nước trên thế giới cần phải nâng cao nhận thức và hiểu biết về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần để những người may mắn sống sót sau các tai nạn hay thảm họa không rơi vào tình cảnh trở thành những nạn nhân trong âm thầm.